Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin tổng hợp buổi sáng. Và bây giờ là 6 giờ 30 giờ California, tức là 8 giờ 30 giờ Houston, Texas. Trước hết, cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, chúng ta vẫn sẽ đi vào phần tin tức trước rồi mới bước qua phần đọc comment và thảo luận sau. Đầu tiên hết, một tỷ phú về ngành hầm mỏ của Úc đã phát động một cái đơn kiện hình sự nhắm vào công ty Facebook. Một trong những tỷ phú về ngành hầm mỏ có tên là Andrew Forrest đã bắt đầu có những cái đơn kiện nhắm vào công ty Facebook, được xem là một trong những công ty mạng xã hội lớn nhất thế giới, về việc vi phạm các cái luật của Úc, bao gồm luôn luật chống rửa tiền và kể cả việc mà không ngăn chặn tất cả những cái trò lừa gạt ở trên Facebook. Forrest đã đưa ra hai cái đơn kiện, một cái đơn kiện nằm ngay tại tòa ở phía tây của nước Úc, tức là Western Australia, và một đơn kiện khác là nằm ở tòa tối cao ở California, ở quận San Mateo, tức là nơi mà có tổng đàn của Facebook. Theo cáo trạng, thì Facebook đã có những cái hành động vi phạm tội hình sự khi mà họ thiếu những cái bước ngăn chặn những cái trò lừa gạt liên quan tới hình sự ở trên mạng xã hội của họ, khiến cho nhiều người bị tổn thương. Và trong đó thì những cái quảng cáo lừa gạt này là cái hình ảnh mà ông Forrest, và sử dụng hình ảnh của ông Forrest, tức là một tỷ phú của Úc và cũng như một số những ngôi sao nổi tiếng khác trên Facebook từ năm 2019. Ông lên tiếng và cho biết công ty này đã có nhiều lần là ông ta đã gửi thư cho công ty này yêu cầu ngăn chặn cho, và lá thư của ông đã gửi cho Mark Zuckerberg từ năm 2019. Tôi đã làm bởi vì tôi lo ngại rằng rất nhiều những người Úc vô tội trở thành nạn nhân trong những cái trò lừa gạt trong các cái quảng cáo trên mạng xã hội, và tôi cam kết là mạng xã hội này đã không có cái hành động đầy đủ để mà ngăn chặn những cái quảng cáo lừa gạt này. Và hành động này là tôi đại diện cho hầu hết những người Úc, những người mẹ, những người cha, những người ông bà nội, những người đã làm việc cả cuộc đời của họ giữ tiền và cuối cùng đã bị sạch tiền bởi những kẻ lừa gạt này. Và mạng xã hội là một phần trong cuộc sống, nó là một cái hệ thống có thể mọi người có thể tham gia, và chính ở trên đây nó đã tạo ra cơ hội cho những kẻ lừa gạt. Các cái công ty mẹ của Facebook, tức là công ty Meta, vẫn chưa biết sẽ đối phó như thế nào. Tuy nhiên, công ty này phát biểu rằng họ đã có hành động ngăn chặn những cái quảng cáo lừa gạt và tiếp tục là thực hiện cái tiến trình này và cái chính sách này. Chúng tôi vẫn cam kết là để loại trừ những cái thành phần này ra khỏi cái trang mạng xã hội của chúng tôi. Đây là lời phát biểu của Facebook. Tình trạng mà sử dụng cái mạng xã hội tại Úc đã tiếp tục đang đối diện với áp lực là phải có những cái nội dung ôn hòa hơn, trong đó là bao gồm luôn việc buộc công ty Facebook là phải có những ngăn chặn những hành động ăn hiếp hoặc là cái hành động gọi là xen vào của nước ngoài trong các cái chiến dịch đưa những cái thông tin giả ở nước Úc. Đây được xem là một trong những cái hoạt động mới nhất và những cái đơn kiện mới nhất nhắm vào công ty Facebook giữa lúc mà cổ phiếu công ty này đã rớt thê thảm, chiếm 25% trong mấy ngày qua. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của công ty Facebook. Trong khi đó thì Liên Hiệp Quốc đòi hỏi phía Taliban là phải cung cấp cho họ biết ít nhất thông tin của hai phụ nữ hoạt động đã bị mất tích. Bản tin từ Liên Hiệp Quốc cho biết là tổ chức này đã lên tiếng gọi chế độ Taliban là phải cung cấp thông tin ít nhất là hai phụ nữ hoạt động ở tại Taliban vốn đã bị cáo buộc là bị bắt giữ bởi nhóm Taliban trong tuần này, và tổng số người đã bị mất tích tại Afghanistan cho những hoạt động chống lại chế độ Taliban lên tới 4 người. Kể từ tháng 8 khi quay trở lại quyền lực thì Taliban đã dập tắt tất cả những nhà bất đồng chính kiến, đặc biệt là những cuộc biểu tình của các phụ nữ, và bắt giữ rất nhiều cũng như đánh đập tất cả những cái ký giả ở địa phương khi mà họ tới thu hình các cái cuộc biểu tình. Phụ tá đặc trách về sứ mạng ở Liên Hiệp Quốc trong ngày thứ năm cho biết rằng là họ đòi hỏi phải có thông tin khẩn cấp liên quan tới việc bắt giữ hai phụ nữ hoạt động ở tại thủ đô Kabul trong tuần này bởi chế độ Taliban. Phía Liên Hiệp Quốc nhắc lại lời kêu gọi sự mất tích của những phụ nữ hoạt động này và thân nhân của họ cần phải được thông báo đầy đủ, phía Liên Hiệp Quốc đã cho biết trên Twitter. Trong khi đó, đặc sứ của Hoa Kỳ tại Afghanistan có tên là Rina Amiri đồng thời cũng kêu gọi chính quyền Taliban là phải tôn trọng quyền của phụ nữ.
Nếu Taliban muốn có được một cái huyền thoại và sự tôn trọng của người dân Afghanistan và thế giới, họ phải tôn trọng cái quyền con người, đặc biệt là đối với phụ nữ. Bà này đã viết trên Twitter. Và trong đó thì phía Liên Hợp Quốc vẫn chưa cho biết lý do tại sao hai phụ nữ này đã bị mất tích. Tuy nhiên, một số những tổ chức tranh đấu cho dân quyền khác nói với hãng thông tấn AFP, hai người này có tên là Zara Mohammed Mahdi và Musa Aya đã bị bắt giữ bởi chế độ Taliban. Zara là một nha sĩ và làm việc trong một cái clinic, tức là một cái trung tâm y tế, và bà đã bị bắt giữ. Một nhà hoạt động đã nói trong điều kiện giấu tên. Trong khi đó, Aya thì đã bị bắt vào ngày thứ Tư sau khi mà một đồng nghiệp phái nam yêu cầu cô ta là phải có cái lời phát biểu về việc mà liên can tới tiền lương của cô ta, và các nhà hoạt động cho biết. Và đây là một cô đã bị gài bẫy và Taliban đã cho rằng cô đã vi phạm luật và đã bắt giữ cô. Đây là một trong những cái cáo buộc mới nhất từ phía Liên Hợp Quốc đối với chế độ Taliban. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của khu vực của Afghanistan. Trong khi đó thì là Hoa Kỳ đã bắt đầu gửi các cái helicopter, tức là các cái trực thăng của họ tới Croatia, giữa lúc mà Nga vẫn tiếp tục cung cấp vũ khí cho người Serbia. Tin từ Zagreb ở Croatia, Hoa Kỳ ngày thứ Năm cho biết họ đã chuyển tới quốc gia này hai chiếc Black Hawk của tới Croatia để mà hỗ trợ cho cái việc mà đang có cuộc chạy đua vũ trang, giữa lúc mà quốc gia láng giềng là Nga đã cung cấp thêm vũ khí cho đồng minh Serbia, giữa lúc căng thẳng đang diễn ra ở tại vùng Balkan. Tòa đại sứ của Hoa Kỳ tại Croatia là Zagreb nói rằng việc mà họ cho tặng cho quốc gia này ít nhất là một chiếc UH-60M, được xem là một loại trực thăng đa dụng, và tới Croatia để gia tăng khả năng quốc phòng của quốc gia này và cũng như ủng hộ cho một quốc gia thành viên của NATO. Và chiếc Black Hawk này cung cấp khả năng có thể có những cái hoạt động sứ mạng dài hơn và sẽ có những cái chiến dịch để hỗ trợ cho quốc gia này trong những cái trường hợp khẩn cấp. Phía đại sứ của Hoa Kỳ đã lên tiếng cho biết sau khi mà những chiếc trực thăng hỗ trợ này đã được gửi tới Croatia từ cái căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở tại Zagreb. Và Croatia là một quốc gia đã có cái lời cam kết là sẽ hỗ trợ cho đồng minh của NATO, và trong đó chúng tôi sẽ hỗ trợ đầy đủ cho lực lượng quân sự của Croatia, một trong những bản statement của phía tòa đại sứ Hoa Kỳ đưa ra. Trong khi đó thì phía Bộ Quốc phòng của Croatia đã lên tiếng cảm ơn sự hỗ trợ của Hoa Kỳ. Trong khi đó thì Croatia vào tháng trước họ cũng đồng ý là mua của Hoa Kỳ khoảng 89 chiếc Bradley Fighter Vehicle, tức là loại xe mà thiết xa. Trong đó thì sẽ hợp tác với Washington trong các dự tính của NATO, bao gồm luôn việc mà có các cuộc tập trận. Croatia đã trở thành thành viên của Liên hiệp Âu Châu, và năm ngoái họ đã đồng ý mua ít nhất là 12 chiếc chiến đấu cơ của Pháp. Trong khi đó thì Serbia, kể từ chấm dứt cuộc chiến tại Croatia ở giữa thập niên 90, thì họ đã bắt đầu tiếp tục có những căng thẳng với lại phía Croatia. Hai quốc gia này ngày xưa đều nằm trong Liên bang Nam Tư, tức là Yugoslavia, và hầu như họ là những cái đồng minh thân cận của Nga. Họ vẫn có những cái chiến đấu cơ của Nga, bao gồm cả các chiến đấu cơ của Trung Quốc, các drone và một số những cái hệ thống được xem là phòng không của họ. Trong thời gian gần đây, Nga đã chuyển cho phía Serbia khoảng 10 chiếc xe tăng và khoảng 30 cái xe chở binh sĩ. Và trong đó thì Serbia cho biết trong thời gian gần đây họ cũng tiếp tục mua tất cả những cái hệ thống quốc phòng của Nga, bao gồm luôn cả các trực thăng tấn công và một số drone từ Trung Quốc sản xuất. Hai quốc gia này luôn có sự căng thẳng liên quan tới vấn đề chủ quyền, và trong đó thì cả hai quốc gia đều ngày xưa là nằm trong Liên bang Nam Tư. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Âu Châu ngày hôm nay. Trong khi đó thì Pháp và Đức sẽ viếng thăm Nga giữa lúc đang có căng thẳng tại Ukraine. Tổng thống Pháp và Thủ tướng của Đức sẽ tới Moscow và Kiev trong vài tuần tới để đưa ra cái nỗ lực ngoại giao nhằm giảm đi tất cả những căng thẳng giữa lúc mà ông Vladimir Putin đang có tất cả những cái mạng lưới quân sự trú đóng tại Ukraine, có thể dẫn tới một cuộc tấn công. Tổng thống Pháp là ông Emmanuel Macron dự tính là sẽ viếng thăm Moscow vào ngày thứ Hai và ở Kiev là ngày thứ Ba. Trong khi đó thì Thủ tướng của Đức là Olaf Scholz sẽ bay tới Kiev vào ngày 14 tây tháng 2 và tới Nga ngày 15 tây tháng 2. Trong đó thì các cuộc đối thoại và cái viếng thăm cao cấp này diễn ra giữa lúc mà Trung Quốc đã hỗ trợ cho Nga, đòi hỏi khối NATO là không nên gia tăng mạng lưới thành viên của họ tới Ukraine, sau khi Hoa Kỳ cáo buộc là Điện Kremlin đã gia tăng các cái khả năng có thể tấn công và xâm lấn Ukraine khi mà họ đồn trú rất nhiều binh sĩ tại khu vực biên giới. Pháp được xem là một trong những quốc gia quan trọng trong NATO, đang có những cái
lực lượng quân sự của họ được chuyển tới Romania, một phần trong cái sự chuẩn bị của liên minh này đối phó với tất cả những hành động của Nga. Ông Macron đồng thời cũng cho biết rằng là sẽ thúc đẩy cuộc đối thoại với ông Putin và nói chuyện với lại ông Putin trong vài lần trong những tuần gần đây, và đôi bên tiếp tục sẽ có cuộc đối thoại mặt đối mặt ở tại Moscow vào ngày thứ hai, theo văn phòng của ông Macron đưa ra. Và việc này trong khi đó thì nước Đức thì đang thúc đẩy các cái giải pháp ngoại giao để giảm đi căng thẳng, trong đó họ đã từ chối không gửi vũ khí tới Ukraine cùng với các đồng minh. Tuy nhiên, ông Scholz cho biết là sẽ nói chuyện với lại phía của ông Putin, trong khi đó ông ta đang đối diện với sự chỉ trích là cố tình đưa ra cái cơn khủng hoảng này khi mà ông ta từ chối không hợp tác với đồng minh của NATO. Vài tuần lễ sau khi mà có những cái thất bại về đối thoại ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Nga, nay thì Đức và Pháp đang tìm cách thúc đẩy cái việc mà đối thoại lại với ông Putin để giảm đi những căng thẳng ở khu vực Ukraine, nơi có thể sẽ bùng phát bất cứ một giờ phút nào về cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Đây được xem là một trong những nỗ lực mới nhất của Pháp và của Đức nhằm ngăn chặn một cuộc chiến có thể bùng nổ, và trong đó sẽ ảnh hưởng tới cái an toàn năng lượng của Pháp và của Đức. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Âu Châu ngày hôm nay. Và giải Olympic đã được khai mạc tại Bắc Kinh. Ai là người có mặt và ai là những người không có mặt? Đó là một cái bài nhận định mới nhất của hãng thông tấn AP. Hoa Kỳ và Anh Quốc cũng như một số quốc gia tẩy chay ngoại giao đã không có mặt. Tuy nhiên, thủ đô của Cộng sản Trung Quốc ngày hôm nay vẫn có sự hiện diện của một số lãnh đạo thế giới. Trong đó, những người có mặt bao gồm Tổng thống của Nga Vladimir Putin, lãnh đạo của Ai Cập và của Serbia, Tổng thống của Ai Cập là Abdel Fattah Esi, và cũng như là Tổng thống của Serbia là Aleksandar Vučić đã có mặt ở đây. Ngoài ra thì Saudi Arabia, Qatar và Vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng đã có những lãnh đạo của họ có mặt tại đây, bao gồm luôn cả Thái tử của Qatar là ông Mohammed bin Salman, cũng như là được xem là một trong những nhân vật quyền lực ở quốc gia này đã có mặt. Bên cạnh đó thì các lãnh đạo của những quốc gia vùng Trung Á gồm có 5 quốc gia nằm ở trong cựu Liên bang Xô Viết cũng đã có mặt ở tại Bắc Kinh, bao gồm cả Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan và Turkmenistan. Bên cạnh đó thì vùng Trung Mỹ, Argentina và Ecuador đã trở thành một trong những quốc gia Latino đã tham gia vào một vành đai, một con đường của Trung Quốc. Và trong đó họ đã thảo luận với Trung Quốc hỗ trợ cho việc Argentina xây dựng một cái lò nguyên tử từ năm 1981, và họ đã có mặt tại đây. Trong khi đó thì về phía mặt của tổ chức thế giới thì Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres, giám đốc điều hành của Tổ chức Y tế Thế giới là ông Tedros, cùng với chủ tịch của Ủy ban tổ chức giải Olympic Thế giới cũng đã có mặt trong cái giải Olympic này. Và những quốc gia không có mặt mà tẩy chay chính thức thì gồm có Hoa Kỳ, Úc, Canada, và trong đó thì ngoài ra thì các quốc gia khác cũng đã tẩy chay, bao gồm cả Kosovo và Lithuania. Trong đó họ nói rằng là họ tham gia chính thức cuộc tẩy chay với lại phía Hoa Kỳ, phía Anh và phía Canada cũng như của Úc. Trong khi đó những quốc gia cũng không có mặt nhưng không tẩy chay nhưng cũng không có mặt, đó là Na Uy và Thụy Điển, cũng như là một số những quốc gia ở vùng Bắc Âu. Gần như các lãnh đạo của Đức, của Áo và của Thụy Sĩ cũng đều không có mặt ở trong cái giải này, mặc dù họ có một số viên chức đã cấp thấp đã có mặt, bởi vì tình trạng mà họ nói rằng là do tình trạng của đại dịch. Cả Hà Lan và Đan Mạch và New Zealand cũng chỉ ra do vấn đề giới hạn đại dịch, họ không gửi viên chức tới tham dự giải Olympic diễn ra tại Bắc Kinh. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Trung Quốc ngày nay. Trong khi đó thì phía Mexico cho biết là họ đang dự tính là sẽ thúc đẩy cái ngành khoáng mỏ để mà sản xuất chất lithium, một loại hợp chất dùng trong ngành điện, tức là dùng để hỗ trợ chế tạo các bình điện, mà trong đó họ đang tìm cách loại trừ các công ty của Trung Quốc. Tin từ Mexico cho biết là Tổng thống của Mexico trong ngày thứ Tư cho biết ông sẽ bắt đầu thực hiện một cái tiến trình thực hiện một cái công ty do nhà nước Mexico làm chủ để mà khai thác về các cái khoáng mỏ lithium. Trong đó ông dự tính rằng sẽ hủy bỏ tất cả những cái giấy phép đối với lại các công ty của Trung Quốc. Tổng thống Emmanuel Lopez Obrador từng cho biết trong tháng 10 là ông sẽ thành lập một cái chiến lược về khoáng mỏ với Mexico. Trong đó
là sẽ cung cấp cái hợp chất lithium, một loại hợp chất được sử dụng và là hợp chất chính trong việc chế tạo các cái bình điện. Và trong đó vẫn chưa rõ ràng là những công ty tư nhân nào có thể làm việc chung với chính phủ Mexico. Tuy nhiên thì ông Obrador cho biết ngày thứ Tư là chính phủ của ông làm việc và sẽ loại trừ tất cả các giấy phép dành cho các công ty của Trung Quốc, và họ sẽ không được phép sản xuất bất cứ một cái gì hoặc khai thác bất cứ một cái gì trên lãnh thổ của Mexico. Những gì họ muốn là một cái đường dài, và chúng tôi sẽ ngăn chặn tất cả bằng tất cả các hành động pháp lý. Khi được hỏi là điều này có nghĩa là phải ngăn chặn tất cả những cái tầm ảnh hưởng của Trung Quốc, thì ông Obrador đã lên tiếng và cho biết lithium hiện nay là một trong những cái tài sản của chính phủ Mexico và chúng tôi phải quản lý, và do đó chúng tôi sẽ không để cho quốc gia ở bên ngoài có thể làm chủ hay là khai thác gây ảnh hưởng cho kỹ nghệ này. Và ông cho biết là cái tiến trình sản xuất chất lutetium sẽ diễn ra vào năm 2023, và trong đó công ty mà đang có mặt ở tại Mexico là Ganfeng International sẽ chấm dứt không có giấy phép hoạt động tại Mexico sau khi mà ông đưa ra cái công ty quốc doanh của chính quyền Mexico để quản trị tất cả các cái hợp chất lutetium, phối hợp với sự áp lực của Hoa Kỳ. Trong đó Hoa Kỳ không muốn rằng Mexico lại có cái sự hợp tác với phía Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Mexico và của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Trong khi đó, Tập Cận Bình tuyên bố ủng hộ cho ông Putin trong cái lời đòi hỏi với NATO giữa lúc hai bên gặp nhau tại Bắc Kinh. Ông Tổng thống Nga Vladimir Putin và ông Tập Cận Bình đã cùng nhau gọi là đoàn kết lại chống lại cái sự gọi là ảnh hưởng của khối Tây Phương trong một cái bản tách minh chung đã công bố ngày thứ Sáu, giữa lúc mà hai người này đã gặp gỡ trong cái buổi lễ khai mạc giải Olympic tại Bắc Kinh. Trong đó thì cả hai đồng ý là sẽ tăng cường các cái hợp tác quân sự đối đầu với khối Tây Phương, mặc dù cơn Nga khủng hoảng đang diễn ra và Nga đang có cái hoạt động và là được xem là có đồn trú rất nhiều binh sĩ ở tại Ukraine, và Trung Quốc thì đang gia tăng đe dọa tới đảo quốc Đài Loan. Trong một cái bản văn thư chung đôi bên đưa ra đều có một cái vị trí riêng, trong đó thì không một quốc gia nào có thể xen vào cái chủ quyền an ninh của quốc gia khác, và chúng tôi cũng sẽ làm như vậy. Và đôi bên đều phản đối việc mà NATO đã lên tiếng kêu gọi là sẽ tăng cường cái mạng lưới quân sự của họ, bao gồm luôn cả việc nhận phía Ukraine trở thành thành viên của họ. Trong khi đó thì phía của Putin tuyên bố là ủng hộ cho Tập Cận Bình trong vấn đề thống nhất với Đài Loan. Và phía của Putin lên tiếng và nói rằng là ông ta ủng hộ cho việc mà thống nhất Đài Loan trong ôn hòa. Cả đôi bên đều đưa ra bản statement chung trong ngày hôm nay, và trong đó cả hai bên đều chỉ trích Hoa Kỳ. Trong khi đó thì ông Vladimir Putin nói rằng là ông ta sẵn sàng ủng hộ cho cái giải pháp ôn hòa thống nhất Đài Loan bằng một trong những vùng lãnh thổ mà ông ta gọi rằng là đây là lãnh thổ của Trung Quốc. Ông Putin đồng thời cũng đã công bố một cái thỏa ước mới về khí đốt thiên nhiên với lại phía Trung Quốc, trong đó thì sẽ có cái việc mà Nga cung cấp rất nhiều khí đốt thiên nhiên cho Trung Quốc. Bên cạnh đó, Nga vẫn tái xác nhận là ủng hộ chính sách One China Principle và Đài Loan là một phần của Trung Quốc và không có cái bất cứ một cái độc lập nào dành cho Đài Loan. Đây là lời khẳng định của ông Vladimir Putin đã đưa ra sau khi mà đôi bên gặp gỡ ở tại giải Olympic diễn ra tại Bắc Kinh. Trong khi đó, phía NATO cho biết rằng là họ đang tìm cách làm việc với lại phía Điện Kremlin để giảm đi những căng thẳng liên quan tới vấn đề Ukraine, mà trong đó ít nhất là phân nửa các quốc gia trong liên minh NATO đòi hỏi là phía của Nga phải rút quân ra khỏi khu vực của Ukraine. Trong khi đó, Hoa Kỳ đã bác bỏ cái lời đòi hỏi của phía Moscow là không thể không cho phía của Ukraine gia nhập vào liên minh NATO. Đó là bản tin liên quan tới tình hình giữa Hoa Kỳ và của Nga cũng như Trung Quốc và cuộc gặp gỡ của Tập Cận Bình và Putin ngày hôm nay ở tại Bắc Kinh. Trong khi đó thì tại Hoa Kỳ, việc điều chỉnh lại cái dự luật ở dưới Hạ viện nhằm đối phó và cạnh tranh với Trung Quốc đã có thêm chi tiết mới. Các thành viên của Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện Hoa Kỳ đang duyệt xét cái dự luật mà do phía Đảng Dân Chủ đưa ra gọi là American Compete Act. Trong đó là sẽ hỗ trợ mạnh mẽ cho sự cạnh tranh của Hoa Kỳ đối với lại Đảng Cộng sản Trung Quốc, và có thể sẽ có một số những cái điều khoản trong đó sẽ được thay đổi. Dự luật này 2.900 trang, trong đó
bao gồm là thúc đẩy việc cạnh tranh của quốc gia đối với lại các chính sách và bảo vệ cho kỹ thuật của Hoa Kỳ. Và phía Hạ viện đã đưa ra một cái phiên bản khác với Thượng viện về việc mà phía Thượng viện có một cái phiên bản khác để mà đối phó với Trung Quốc. Phiên bản tại Thượng viện có cái tên là US Innovation and Competition Act, trong đó đã được thông qua từ tháng 6 năm ngoái. Trong khi đó thì các thành viên của Đảng Cộng hòa cho biết dự luật này đã bị hoàn toàn khác xa với lại của Thượng viện, và trong đó đã bị nhồi nhét rất nhiều những vấn đề không có liên quan tới Trung Quốc. Một trong những vị dân biểu đã lên tiếng trong việc tôi đòi tu chính cái phiên bản này là bà Michelle Steele của California, tức là cái district ở ngay quận Cam. Bà cho biết rằng là cái dự luật này đã tăng thêm 300 tỷ Mỹ Kim trong vấn đề chi phí, và dự luật này chúng ta cần phải xem lại và chúng ta tập trung đối phó và buộc Trung Quốc phải chịu trách nhiệm cũng như phải minh bạch. Trong đó thì bà nói rằng là tất cả những cái điều mà không có liên quan tới Trung Quốc sẽ bị ngăn chặn, không được để đính kèm trong cái dự luật này. Bà lên tiếng cho biết Trung Quốc là một quốc gia có cái lượng dân số lớn nhất thế giới, và họ đã xuất cản ra ít nhất là 28% cái mức độ ô nhiễm khí carbon trên toàn thế giới. Do đó chúng ta phải buộc họ phải chịu trách nhiệm cho tất cả những vấn đề này, và do chúng ta cần phải cứng rắn với họ hơn. Đây là lời phát biểu của bà Michelle Steele. Trong khi đó Đảng Dân Chủ thì lại tìm cách thúc đẩy cái vấn đề nội địa, tức là giảm đi tất cả mức độ khí carbon ở tại Hoa Kỳ, trong khi mà họ vẫn để cho Trung Quốc vi phạm trầm trọng về cái môi sinh. Đây là điều không thể chấp nhận được, và chúng ta cần phải ngăn chặn những cái động cơ này của Đảng Dân Chủ và buộc Trung Quốc phải chịu trách nhiệm. Đó là lời phát biểu của bà Michelle Steele, một trong những vị dân biểu gốc Hàn Quốc và đại diện cho ở khu vực ở California. Trong khi đó, một cố vấn của Thủ tướng Nhật đã lên tiếng nói rằng là Nhật Bản cần phải có chính sách cứng rắn hơn với Trung Quốc về nhân quyền. Nhật Bản cần phải có những áp lực mạnh mẽ hơn đối với Trung Quốc về nhân quyền. Một cố vấn của Thủ tướng Fumio Kishida đã nói ra trong một cuộc phỏng vấn rất hiếm hoi, trong đó giữa lúc mà phía Nhật Bản vừa thông qua một cái luật và một cái bản nghị quyết liên quan tới nhân quyền tại Trung Quốc. Người này có tên là Gen Nakatani, vốn là một cố vấn đặc trách về nhân quyền được bổ nhiệm bởi ông Kishida, nói rằng ông muốn thúc đẩy phía Trung Quốc một cách cứng rắn hơn để tuân thủ tất cả những cái tiêu chuẩn phổ quát về nhân quyền trên thế giới. Sau khi mà nghị viện của Nhật Bản đã thông qua cái nghị quyết tuần này, trong đó kêu gọi chính quyền của ông Kishida là phải cứng rắn hơn trước những cái trò lạm dụng nhân quyền của Trung Quốc. Vốn từng là một cựu bộ trưởng quốc phòng và nay làm việc trong vấn đề nhân quyền cùng với lại các nhà lập pháp của Nhật Bản cùng và thỏa thuận với các thành viên của đảng đối lập. Ông được xem là một nhân vật khá cứng rắn, và ông đã nêu nổi bật về việc Trung Quốc đã có hành động dập tắt cuộc biểu tình dân chủ ở tại Hồng Kông. Và trong đó ông nói rằng việc này sẽ gây ra mối khó khăn giữa mối quan hệ của Nhật Bản và của Trung Quốc. Trong cái vị trí mới thì ông đã lên tiếng và nói rằng đòi hỏi chính quyền phải có một cái thái độ mạnh mẽ hơn. Ông trả lời với hãng thông tấn Bloomberg 2 ngày trước khi mà giải Olympic được khai mạc tại Bắc Kinh ngày hôm nay. Tôi tin rằng điều quan trọng nhất là những giá trị phổ quát cần phải được bảo vệ tại Trung Quốc, và tôi muốn áp lực Trung Quốc phải có một cái chính sách thay đổi so với quá khứ. Phía Trung Quốc đã lên tiếng và phản ứng khá giận dữ với cái nghị quyết của phía Nhật Bản và cho rằng là phía Nhật Bản đã có những cái hành động vi phạm nhân quyền trầm trọng hơn so với Trung Quốc trước đây. Họ nhắc lại cái biến cố mà Nhật đã từng xâm chiếm Trung Quốc và có những hành động dã man với người Trung Quốc để chứng minh rằng Nhật chưa chắc tốt hơn Trung Quốc về nhân quyền. Các nhà lập pháp của Nhật Bản, bao gồm của đảng cầm quyền và các đảng đối lập, đã hậu thuẫn cho cái bản nghị quyết này, trong đó nói rằng là việc mà khiếu nại với thế giới vẫn chưa đủ, và nghị quyết này buộc chính quyền Nhật Bản phải có những hành động cứng rắn hơn đối với những hành động vi phạm nhân quyền từ Trung Quốc. Đây được xem là một trong những cái thái độ mới nhất và cái thay đổi chủ trương của Nhật trong cái quan điểm về nhân quyền. Và họ trước đây thì họ ngại đụng chạm tới Trung Quốc trong cái vấn đề quá khứ lịch sử. Nay thì phía Nhật đã thay đổi quan điểm và có những cái ngôn ngữ mạnh mẽ hơn đối với Trung Quốc về vấn đề nhân quyền. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Nhật Bản và của Trung Quốc. Trong khi đó thì một tổ chức chiến lược của Hoa Kỳ đã phát động một cái chính sách sáng kiến về Trung Quốc, trong đó là chống lại cái hệ thống được xem là đe dọa của Trung Quốc. Tổ chức chiến lược có tên gọi là American First
Policy Institute đã loan báo một cái sáng kiến chính sách mới, ở trong đó sẽ bổ nhiệm một cựu cố vấn an ninh quốc gia và vào vai trò là phó chủ tịch của cái tổ chức này, đó là Steve Yard, vào ngày thứ năm. Và cái sáng kiến này và các chính sách, chúng ta sẽ lật đổ tất cả những cái chính sách mà Washington trước đây đã đối với lại Cộng sản Trung Quốc trong nhiều thập niên qua, và trong đó đã hỗ trợ cho Cộng sản Trung Quốc trở nên mạnh mẽ và cạnh tranh, đe dọa tới cái đời sống của người dân Hoa Kỳ. Và chúng ta sẽ thay đổi hiện trạng Trung Quốc mà không cần phải có một cuộc chiến. Đó là một trong những cái bản thông cáo mới nhất của AFPI, tức là American First Policy Institute, đã đưa ra vào ngày hôm qua. Và trong đó thì họ xác nhận rằng sự đe dọa của Đảng Cộng sản Trung Quốc là một cái sự đe dọa thật sự, và Cộng sản Trung Quốc sẽ phải chịu trách nhiệm cho tất cả những cái thách thức hiện nay trên thế giới. Giữa lúc mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đang tìm cách viết lại lịch sử trong cái vấn đề nhân quyền và tìm cách thay đổi khái niệm của nhân quyền phổ quát, thì phía ông Giáp cho biết là ông sẽ thúc đẩy cái việc mà cứng rắn và có những chính sách cứng rắn hơn và có những cái giải pháp khác để mà giải quyết cái vấn đề nhân quyền tại Trung Quốc. Ông từng là một người cố vấn an ninh quốc gia và từng phục vụ dưới thời của ông phó tổng thống Dick Cheney. Ông cáo buộc Trung Quốc đã đánh cắp tất cả những cái việc làm của Hoa Kỳ và các cái sản phẩm trí tuệ của Hoa Kỳ, đồng thời đẩy thế giới vào một cái trường hợp nguy hiểm về tình trạng ô nhiễm môi sinh. Và trong đó họ đã gây ảnh hưởng rất nhiều trên Wall Street, trên Hollywood, và đồng thời họ đã sử dụng tất cả những cái văn hóa để tuyên truyền cho họ và đã gây thiệt hại cho người dân Hoa Kỳ, đặc biệt là trên 1 triệu người dân Hoa Kỳ đã bị tổn thương vì cái con siêu vi khuẩn xuất phát từ thành phố Vũ Hán. Và trong nhiều thập niên qua, DC và Wall Street đã có những cái hành động khiến cho là dối trá với người dân Hoa Kỳ khi mà họ tiếp cận với Cộng sản Trung Quốc để mở rộng cái là cái vấn đề tự do và mở rộng cái quốc gia. Tuy nhiên, họ đã sai lầm. Đó là lời phát biểu của Linda McMahon, chủ tịch của AFPI, người đã gọi Trung Quốc, Đảng Cộng sản Trung Quốc là một trong những cái hệ thống đe dọa trầm trọng nhất đối với sự an ninh và sự thịnh vượng của đất nước Hoa Kỳ. Và sáng kiến này có cái tên là China 2022 Olympic Size Threat, tức là một cái sự đe dọa bằng cái tầm cỡ của cái Olympic, và trong đó thúc đẩy những cái thông tin liên quan tới những sự đe dọa của Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu từ ngày 4 tây tháng 2, tức là bắt đầu từ ngày hôm nay, thì họ sẽ bắt đầu đưa những thông tin liên quan tới sự đe dọa của Cộng sản Trung Quốc đến với người dân Hoa Kỳ. Đây được xem là một trong những chính sách cứng rắn của tổ chức chiến lược này nhằm để đối phó với Trung Quốc. Trong khi đó thì tại nước Úc, các tổ chức nhân quyền đã lên tiếng tụ tập và kêu gọi tẩy chay cái giải Olympic mà họ gọi là Genocide Game, tức là một cái cuộc tranh tài diệt chủng. Giải Olympic đã khai mạc tại Bắc Kinh vào ngày hôm nay. Tuy nhiên, cái cơn sóng mà tẩy chay cái giải Olympic này vẫn diễn ra ở khắp nơi, và hàng loạt những nhà tranh đấu cho nhân quyền và dân quyền tại Úc đã đứng chung để lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp tục có những hành động vi phạm nhân quyền. Các nhà hoạt động nhân quyền từ Hồng Kông, Tây Tạng, ở Tân Cương, Đài Loan và kể cả ở Trung Hoa lục địa đã tụ tập tại cái khu vực có tên gọi là Martin Place ở Sydney vào sáng thứ Sáu để kêu gọi thế giới là nên tẩy chay cái giải Olympic này mà họ cho rằng đây là một giải Olympic diệt chủng. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thảm sát trên 80 triệu người thường dân vô tội trong tất cả cái giai đoạn cầm quyền của họ nhắm vào con người. Đó là một trong những cái liên minh gọi là Australian and New Zealand Alliance for Victims of China's Communist Regime, gọi tắt là ANZAC, tức là liên minh của những nạn nhân trực tiếp của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã đưa ra một cuộc thông báo trong cái cuộc họp biểu tình ngày hôm nay. Và để tiếp tục thực hiện cái tiến trình mà gọi là giải thể thao này, Bắc Kinh đã chính trị hóa giải thể thao và biến thành một cái thứ công cụ tuyên truyền cho họ, che đậy tất cả những tội ác của họ, và họ đã gây tổn thương cho con người. Đây là một trong những cái cuộc biểu tình khá lớn của giới tổ chức cho nhân quyền ở tại Úc đã đứng ra tổ chức. Trong đó thì rất nhiều những tổ chức nhân quyền ở New Zealand, ở Úc đã tụ tập lại đây. Trong đó bao gồm luôn cả cái người chủ tịch của tổ chức ANZAC, tức là tổ chức của những nạn nhân Cộng sản Trung Quốc, đã lên tiếng và chỉ trích mạnh mẽ và lên án gay gắt cái Ủy ban tổ chức Olympic quốc tế đã thông đồng bịt mắt trước những trò vi phạm nhân quyền, chống lại con người và những tội ác của Cộng sản Trung Quốc kể từ khi mà họ đã
chiếm quyền cai trị tại Trung Quốc từ năm 1949. Đây được xem là một trong những cái cuộc biểu tình mạnh mẽ ở tại nước Úc. Trong khi đó thì một cái bản báo cáo về cuộc chiến kỹ thuật giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ mà trong đó ghi nhận rằng phía Trung Quốc đã tổn thương nặng nề hơn Hoa Kỳ, đã bị rút khỏi trường đại học của Bắc Kinh. Đây được xem là một trong những cái áp lực của giới chủ nghĩa dân tộc cực đoan tại Trung Quốc. Một bản báo cáo của tổ chức chiến lược của Trung Quốc ở tại trường đại học Bắc Kinh đã rút lại một cái bản báo cáo kết luận rằng phía Trung Quốc đã bị tổn thương nặng nề hơn khi mà có cuộc chiến tách rời kỹ thuật giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Bản báo cáo này trước đây là 7.600 trang, trong đó đã được công bố trên cái trang web chính thức của họ tại WeChat và đưa ra cái nhận định và kết luận rằng cuộc chiến tách rời kỹ thuật giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đã gây tổn thương nặng nề cho phía Trung Quốc nhiều hơn là phía Hoa Kỳ. Ngay sau đó thì do cái áp lực trên mạng xã hội của những thành phần được xem là chủ nghĩa dân tộc cực đoan thì tổ chức chiến lược này đã rút lại cái bài báo cáo trên và nó không còn xuất hiện trên trang web của trường đại học Bắc Kinh cũng như là trên trang mạng Weibo, và gần như là bản báo cáo này đã được báo cáo rằng đã được xóa đi bởi chính tác giả của cái bản báo cáo này. Thật sự tác giả bản báo cáo này là một nhóm trí thức tại trường đại học Bắc Kinh. Họ đã đưa ra cái kết luận cho rằng là nền kinh tế Trung Quốc bị tổn thương và các công ty kỹ thuật của Trung Quốc đang bị tổn thương nặng nề hơn so với phía Hoa Kỳ sau khi phía Hoa Kỳ thực hiện cái chính sách tách rời kỹ thuật với lại phía của Trung Quốc. Đó là bản báo cáo mới nhất liên quan tới tình hình của Trung Quốc ngày hôm nay. Và trong một cái cuộc phỏng vấn mới nhất, một lời nhận định được đưa ra khá là cực đoan nhưng nó là sự thật, là Đảng Cộng sản sẽ giết càng nhiều càng tốt để bảo vệ quyền lực của họ. Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ giết càng nhiều càng tốt để bảo vệ quyền lực của họ. Đó là lời khẳng định của Alan Carr, một giáo sư đặc trách về lịch sử của trường đại học University of Pennsylvania. Những gì mà chúng ta nhìn thấy được là sự thịnh vượng nền tự do của một nền kinh tế tự do, và chúng ta mất dần cái quyền lực chính trị vào tay của Đảng Cộng sản, và bây giờ tất cả mọi thứ họ làm để giữ cái quyền lực chính trị. Ông Carr được xem là chủ tịch của một cái tổ chức đặc trách về nạn nhân cộng sản và tưởng niệm những nạn nhân cộng sản, gọi tắt là VOC, tức là Victim of Communist Memorial Foundation, đã lên tiếng cho biết như trên. Kể từ năm 1978 thì Cộng sản Trung Quốc đã có những cái việc hàng loạt những cái chính sách về kinh tế, một phần trong việc cải tổ và mở rộng, và trong đó rất nhiều những cái sản phẩm của Tây phương đã trở thành sản phẩm của Trung Quốc, và Cộng sản Trung Quốc đã tìm cách chính trị hóa tất cả mọi thứ để mà phá hủy cái nền dân chủ. Trong đó thì ông Carr đã lên tiếng và cho biết từ năm 1980, Cộng sản Trung Quốc đã sử dụng và tìm đủ mọi cách để bảo vệ quyền lực cai trị của họ tại Trung Quốc. Và năm 1989, ông nhắc lại cái biến cố Thiên An Môn, nơi mà Cộng sản Trung Quốc đã thảm sát hàng chục ngàn sinh viên tại đây. Và để bảo vệ quyền lực của họ, họ không ngại hy sinh tánh mạng của người khác. Và cho tới giờ phút này, nếu có thể giết được người để bảo vệ quyền lực thì họ vẫn tiếp tục làm để bảo vệ quyền lực cai trị của họ và sự thống trị của họ. Đây là bản chất của Cộng sản Trung Quốc và sẽ không thay đổi được. Không có một quốc gia nào và không có một cái khái niệm xã hội nào có thể thay đổi cái ý niệm đã bảo vệ quyền lực cai trị của Đảng Cộng sản. Ông Carr đã lên tiếng và nhấn mạnh như trên, và ông nói rằng chế độ Cộng sản Trung Quốc hiện nay nó còn tàn ác hơn cả chế độ của Tân Thủy Hoàng ngày xưa khi mà thống nhất nước Trung Quốc. Vốn là một nhà sử học nghiên cứu về lịch sử Trung Quốc, ông Carr đã đưa ra lời nhận định khá mạnh như trên để cho thấy rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đang là một mối đe dọa tiềm tàng đối với cộng đồng quốc tế. Và ông nói rằng nếu như cộng đồng quốc tế không có những cái thái độ cứng rắn hơn với nhà nước Cộng sản Trung Quốc và tiếp tục thỏa hiệp duy trì cái nhà nước Cộng sản Trung Quốc thì sẽ còn nhiều những cái sinh mạng vô tội sẽ bị hy sinh cho quyền lực của Đảng Cộng sản. Đó là một trong những cái lời nhận định mới nhất của một nhà nghiên cứu về lịch sử và giảng dạy tại trường đại học ở Pennsylvania. Và đó là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều cho bản tin này. Và bây giờ, như thường lệ, thì chúng ta vẫn bước qua phần đọc comment và thảo luận. Tuy nhiên, trước khi bước qua đọc comment và thảo luận, vẫn nhắc lại cái buổi gặp gỡ của anh em MAGA tại Bắc California vào ngày 25 tây tháng 2 thứ 6 ở Caesar Sport Restaurant. Quý vị nào muốn tham gia thì ghi danh ở số 408-604-5462
408-604-5462 để mà ghi danh, bởi vì nhà hàng chỉ có 100 chỗ thôi, rất là nhỏ. Do đó quý vị nào mà ghi danh trước thì chúng ta có thể gặp gỡ nhau trong ngày hôm đó. Hôm đó Phong và Phượng Mai cũng sẽ có mặt ở tại cái buổi gặp gỡ này. Đó là cái thông báo của Phong. Rồi bây giờ chúng ta bước qua cái phần đọc comment và thảo luận nha. Ok, lướt qua những cái lời chào hỏi của quý vị, đi chính vào vấn đề. Có khi nào Joe Biden được giải Nobel Hòa bình là do nhu nhược với Nga nhưng họ đã cho là tránh được một cuộc chiến ở Ukraine? Yes, chính xác luôn. Đám cánh tả sẽ dự tính để trao giải Nobel Hòa bình cho Joe Biden vì có công dàn xếp cơn khủng hoảng ở tại Ukraine để tạo thế cho phía của đảng Dân Chủ có thể có rating cao hơn. Quý vị nên nhớ bầu cử là tháng 11, nhưng mà tháng 10 thì giải Nobel sẽ được thông báo. Trao giải thì tháng 12, nhưng mà loan báo giải Nobel là ở tầm khoảng tháng 10, tức là một tháng trước khi có cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ. Thì thông thường đám cánh tả vẫn sử dụng giải Nobel này để mà promote cho cái lực lượng cánh tả. Do đó quý vị, giải Nobel có thể năm nay nó sẽ trao cho Joe Biden đó. Ok, chuyện này là khó tránh khỏi, nhất là cái kiểu mà vận động của Obama đó, là bắt buộc là để tạo thế cho Joe Biden đó, thì sẽ trao giải, không những là Joe Biden được giải Nobel Hòa bình mà có cả chục cái giải lớn nhỏ khác nhau mà đám cánh tả dựng ra bao nhiêu năm nay đó, là nó sẽ trao liên tục cho Joe Biden luôn, để cho tạo thế cho Joe Biden trong cái việc mà gọi là chấn hưng lại cái sự mất điểm của đảng Dân Chủ nha. Ok, rồi tiếp tục. Wow, cái ý kiến này là ý kiến khá hay đó. Ok, rồi tiếp tục. Mạng của Tổng thống Trump mà ra đời để cho Facebook biết đá biết vàng. Nói thì nói như vậy thôi, là chúng ta tự sướng. Bây giờ thứ nhất là mạng của Tổng thống Trump chưa ra đời, mà dù có ra đời đi nữa, trong tháng 2 này, cao lắm chúng ta có được từ vài chục triệu cho tới 100 triệu người là tối đa. Trong khi bây giờ Facebook nó ca ba tỷ mấy người lận quý vị. Mặc dù nó bị mất điểm trong những ngày gần đây, tức là mất đi 25%, rồi đang đối diện với những cái áp lực từ những chính phủ và những cá nhân trên thế giới, nhưng mà nó vẫn là một cái quyền lực. Muốn đá nó không phải dễ đâu quý vị. Có điều là chúng ta sẽ có một cái sân khác thay vì vô Facebook. Quý vị vô Facebook thì quý vị có một cái sân khác, nó tự do hơn và nó tôn trọng cái quyền của mọi người hơn về cái quyền tự do quan điểm và ngôn luận. Ok, còn bây giờ mà quý vị nói cạnh tranh với Facebook, chúng ta sẽ mất thời gian rất là nhiều. Dù Tổng thống Trump có cái uy thế rất cao, nhưng mà cạnh tranh trên cái thị trường mạng xã hội này, chúng ta phải mất thời gian. Vấn đề là cựu Tổng thống Trump và mạng xã hội của ông sẽ duy trì cái quy tắc này tới đâu, là thứ nhất. Thứ hai, những kẻ chuyên môn tung tin giả, tung tin gây nhiễu, thậm chí là có mục đích luôn, tôi nói thẳng luôn là đám Dân Chủ đó, nó cũng sẽ nhào vào trong đó, nó tung tin giả để nó làm loạn tất cả cái mạng xã hội của ông. Thì cái phương pháp nào để kềm chế chuyện này? Tại vì những kẻ tung tin giả một phần là những thành phần như là QAnon thì tôi không nói rồi, nhưng đám Dân Chủ nó sẽ phá bằng cách là nó vô đó, nó ghi danh làm thành viên, rồi nó tung cả ngàn cái tin giả lên, cả tỷ cái tin giả lên, thì lúc đó chúng ta sẽ phải đối phó như thế nào? Nói tôi nghe đi, không phải dễ đâu quý vị nha. Rồi tiếp tục. Giải thích dùm đạo tiền điện tử cuối tuần đi, ngày mai. Ok, không có thời gian gì, có thời gian nghe đài, tại vì te tin tức đó là cái nhu cầu, thì phải có thời gian nghe buổi sáng. Ok, một ngày 24 tiếng, không lẽ không có giờ, thì trước khi đi ngủ nửa tiếng thì xem tin tức, thì có gì gọi là không có giờ. Thứ nhất. Thứ hai nữa, tiền điện tử tôi đã giải thích rồi. Ok, và ngày mai thứ bảy là chương trình mở rộng, lúc đó có quyền hỏi và tôi sẽ vắn tắt trả lời. Còn bây giờ tập trung vào tin tức nha. Rồi tiếp tục. Thời chiến tranh lạnh, Nga Xô và Trung Cộng không ưa nhau, thời nay cánh tả Hoa Kỳ và Châu Âu đẩy Nga và Trung Cộng xích lại gần nhau. Thì tôi nói với quý vị, đáng lý ra cái chiến thuật của ông Trump là đông hòa tôn quyền, bắt cự Tào Tháo, tức là tạm thời hòa hoãn với Nga, không kích động Nga bất cứ một chuyện gì, để tập trung đối phó Trung Quốc. Nhưng mà Joe Biden lên thì chơi luôn cả hai luôn, thì số mạng của Joe Biden sẽ mất Kinh Châu thôi. Số mạng của Joe Biden mà quậy lên kiểu đó thì mất Kinh Châu đáng chịu. Đó là cái
cùng một lượng gây hấn với hai phía thì phải chịu thôi chứ sao giờ quý vị, là có nghĩa là mất Kinh Châu tức là mất Ukraine, chắc chắn là Ukraine sẽ nằm trong tay của Nga. Lần này tôi bảo đảm với quý vị là Zelensky sẽ cay đắng đứng nhìn sự phản bội của Joe Biden và sự phản bội của Pháp và Đức. Tôi nói thẳng luôn, Zelensky, tổng thống của Ukraine, sẽ phải trả giá. Ông ta quá tin tưởng vào khối liên minh ở NATO và ông ta xin gia nhập vào liên minh NATO. Nhưng mà ở trong đó, những quốc gia nào phản đối, quý vị, là những quốc gia đang hưởng lợi từ Ukraine nhiều nhất. Quý vị biết là trước đây Nga vận chuyển cái đường khí đốt của họ từ ở nước Nga qua bên Âu Châu là phải qua Ukraine để đến nước Đức, nước Pháp. Bây giờ Đức và Pháp chơi xỏ lá luôn, xây luôn nguyên một cái đường ống dẫn dầu đi ngang cái vùng Hắc Hải, đi thẳng tới nước Đức, qua mặt Ukraine luôn. Qua mặt Ukraine luôn. Rồi bây giờ chính Đức và Pháp phản đối không cho phép Ukraine gia nhập vào liên minh NATO. Rồi chính Đức cấm không cho Estonia là được đưa vũ khí của Đức sản xuất qua bên phía của Ukraine. Quý vị nhìn thấy đi, Ukraine kỳ này sẽ cay đắng, họ sẽ bị bán đứng không kém gì ngày xưa Việt Nam Cộng Hòa bị đám dân chủ bán đứng cả. Mà lần này Đức, Pháp sẽ phối hợp bán đứng Ukraine cho Nga. Bán đứng Ukraine cho Nga luôn đó quý vị, để họ mua cái sự an toàn về năng lượng của họ ở tại Âu Châu nha. Rồi tiếp tục, lần này Biden mệt rồi khi Tập và Putin bắt tay đối phó với Mỹ. Tôi nói thiệt á, giữa Tập Cận Bình và Putin có phối hợp với nhau á, chả ảnh hưởng gì tới Hoa Kỳ hết. Chả ảnh hưởng gì tới Hoa Kỳ hết. Hoa Kỳ dư sức đối phó. Vấn đề ở chỗ là không phải chỉ có Tập Cận Bình và Putin, còn có sự phản phé của đồng minh mà tôi vừa nói, tức là Đức và Pháp. Đức và Pháp sẽ phản phé. Mà quý vị đừng quên, Pháp lại là một trong những cái lá phiếu nằm trong cái Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, lá phiếu thường trực nha. Năm quốc gia thường trực: Anh, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Pháp và Nga. Thì Pháp luôn là lá phiếu swing. Đôi lúc họ nghiêng vào phía Nga và Trung Quốc, đôi lúc họ nghiêng qua phía Hoa Kỳ và Anh. Trong khi đó, họ vẫn tự nhận họ là đồng minh của Hoa Kỳ. Do đó quý vị, tôi chưa biết được lần này Pháp và Đức sẽ có cái kỳ này là cả Thủ tướng Đức lẫn ông Tổng thống Pháp cũng sẽ bay tới cả Ukraine lẫn là bay tới cả Nga để mà tìm cách giảm đi căng thẳng. Thì quý vị, tới Ukraine họ sẽ chiêu dụ ông Tổng thống Ukraine là mềm giọng lại để giải quyết cái cơn khủng hoảng này. Nhưng mà tới khi mà họ tới Nga, họ gặp ông Tổng thống Nga đó, thì họ sẽ thỏa thuận với Nga là chúng tôi nhường Ukraine cho các anh. Các anh có thể làm bất cứ điều gì ở Ukraine, nhưng mà phải bảo đảm năng lượng cho chúng tôi và sẽ không phát triển mạng lưới quân sự của anh vượt qua Ukraine để xâm nhập vào khu vực Đông Âu. Đại khái, đám Đức và Pháp sẽ thỏa thuận điều này. Tôi nói với quý vị, Đức và Pháp chắc chắn là sẽ hai quốc gia, tôi đã nói ngay từ tuần trước, cách đây 2 tuần rồi, tôi nói Đức và Pháp có thể phản phé, và lần này cái thái độ phản phé của họ càng lúc càng rõ nét hơn. Họ sẽ bảo vệ cái đường ống dẫn dầu Nord Stream Pipeline để cung cấp cái nguồn khí đốt trực tiếp tới nước Đức và nước Pháp. Do đó quý vị, cái biến cố của Ukraine cuối cùng sẽ xẹp xuống. Bởi vì có nỗ lực của Pháp và của Đức để mà thỏa mãn cái ý định của Nga. Trong đó thì họ sẽ bù lại là họ sẽ có được cái sự an toàn năng lượng. Đó là điều rất rõ ràng nha. Ok. Rồi tiếp tục. Tập Cận Bình lẫn Putin đều biết sự yếu hèn thỏa hiệp của Biden lúc này nên đồng loạt lên tiếng, còn đám Âu Châu thì đang ngồi trên đống lửa. Nó không ngồi trên đống lửa đâu. Pháp và Đức, tôi nói quý vị rồi, kỳ này Tập Cận Bình và Putin ngồi lại là để thách thức cái khả năng của Joe Biden. Và khi mà Tập Cận Bình và Putin ngồi lại, Joe Biden không đủ cửa để chơi với họ. Một bên sẵn sàng tàn ác khủng khiếp, một bên là con cáo già chính trị. Joe Biden không có cửa để điều với đám này rồi. Tại vì cho tới giờ phút này, Tập Cận Bình vẫn chơi chính sách nhiều hầu. Putin thì ít nói. Nhưng mà sau khi mà Joe Biden gọi Putin là một kẻ sát nhân, thì Putin đã đổi thái độ. Anh đi tới mức mà anh đem tôi biến thành kẻ sát nhân lận.
Thì bây giờ tôi cho anh biết cái cảm giác của một kẻ sát nhân như thế nào. Tôi nói cái này Joe Biden là đi nước cờ sai rồi. Nước cờ sai là thổi cái sự nguy hiểm của Nga lên để mà tìm cách chấn chỉnh lại cái nội bộ của ông ta ở tại Hoa Kỳ. Thì bây giờ thổi quá thành ra Putin chơi lớn luôn. Putin chơi lớn luôn. Cho nên bây giờ Joe Biden là kỳ này kẹt rồi quý vị. Nếu thỏa hiệp thì coi như là thua. Mà không thỏa hiệp sẽ đi tới một cuộc chiến thì còn thê thảm hơn nữa. Tại Joe Biden không đủ khả năng lãnh đạo một cuộc chiến. Ông ta là kẻ phản chiến, làm sao đủ khả năng lãnh đạo cuộc chiến này? Nói tôi nghe đi, ok. Rồi tiếp tục. Wow. Những người đứng đầu Liên Hợp Quốc cũng có mặt tại giải đấu càng cho thấy sự bại liệt của tổ chức ăn hại này. Thì tôi đã nói với quý vị, cả một cái Liên Hiệp Quốc chỉ là một cái guồng máy ngốn ngân sách của thế giới, nhưng họ không làm được bất cứ một chuyện gì cho thế giới hết, kể cả việc cứu trợ nhân đạo, kể cả việc gọi là hỗ trợ y tế, và kể cả việc mà hỗ trợ cho những người tị nạn. Họ phân biệt đối xử rất nhiều. Và quý vị thấy là thời gian gần đây là những cái tiêu cực của Liên Hợp Quốc liên tục bị vạch ra ở Phi Châu. Giới chức y tế thế giới thì buộc các phụ nữ của Phi Châu là phải ngủ với họ, phải làm tình với họ để đổi lại những việc làm. Và mới đây nhất là cái cuộc lời cáo buộc ở phía của Bangladesh là viên chức Liên Hợp Quốc đã có những thái độ phân biệt đối xử. Thì quý vị thấy rồi đó, họ ngốn một năm cả tỷ bạc của cộng đồng quốc tế, của thế giới, các quốc gia đóng góp để rồi không giải quyết được vấn đề gì hết. Tôi nói là những vấn đề nhân đạo thôi, tôi chưa nói cái Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, tôi chưa nói cái những cái định chế, những cái định chế khác nằm trong Liên Hiệp Quốc. Quý vị nói cho tôi nghe, có một cái định chế nào trong đó làm tốt công việc của họ hay không, kể cả cái cục bảo vệ tác quyền. Cái cục bảo vệ tác quyền là cái nơi mà khẳng định cái sản phẩm trí tuệ thuộc về nước nào. Họ vẫn mắt nhắm mắt mở cho những cái quốc gia vi phạm về tác quyền. Thì quý vị, cho nên tôi nói với quý vị, đừng có nằm mơ cái việc mà Liên Hiệp Quốc làm việc họ. Tôi nói quý vị rồi, nếu như mà lần trước mà ông Trump thắng, lần này chúng ta sẽ buộc Liên Hiệp Quốc phải cải tổ. Đáng tiếc là lần trước chúng ta thua. Nhưng mà không sao, câu chuyện vẫn còn đó. Khi mà chúng ta quay trở lại, ông Trump biết được cái cơ chế Liên Hiệp Quốc nó như thế nào rồi. Ông sẽ chặt hết, và những ca tổng thống đang hòa sẽ chặt hết. Sẽ chặt hết tất cả những ngân sách này, và nếu cần thiết chúng ta không cần tới Liên Hiệp Quốc. Chúng ta không cần tới Liên Hiệp Quốc. Chúng ta có thể thương thuyết với từng quốc gia. Không cần tới Liên Hiệp Quốc nữa quý vị. Tại vì chúng ta tốn quá nhiều tiền cho Liên Hiệp Quốc, nhưng họ không giải quyết được bất kỳ một vấn đề gì hết. Họ không giải quyết được bất kỳ một vấn đề gì hết, bởi vì Nga và Trung Quốc thao túng hết. Nhất là Trung Quốc đã thao túng hết rồi. Trong một cái tổ chức mà Trung Quốc đã thao túng hết rồi. Một mặt chúng ta phải đóng góp rất nhiều tiền bạc, trong khi đó Trung Quốc không cần đóng góp nhiều. Họ chỉ cần đi đêm với những quốc gia bỏ phiếu thôi là xong rồi. Chúng ta thua rồi. Thay vì họ tốn tiền đó cho Liên Hiệp Quốc thì họ tốn tiền đó cho những cái quốc gia như là Việt Nam này nọ đó, bỏ phiếu cho họ không. Cộng sản Việt Nam là chuyên gia bỏ phiếu cho Trung Quốc. Tại vì sao? Tiền đó nó mua các cái lãnh đạo các quốc gia còn hơn là nó đóng góp cho Liên Hiệp Quốc. Cho nên số tiền của họ, Trung Quốc đóng góp cho Liên Hiệp Quốc không bằng 1/10 của Hoa Kỳ. Nhưng mà Trung Quốc có thể khống chế được Liên Hiệp Quốc. Bởi vì Trung Quốc lấy tiền đó đâu có đóng góp cho Liên Hiệp Quốc. Họ đóng góp cho họ mua những cái quốc gia đó, họ mua lá phiếu của những quốc gia ở trong Liên Hiệp Quốc. 193 thành viên, Trung Quốc mua bao nhiêu thành viên rồi quý vị? Mua đa số. Bằng chứng là Đài Loan đâu có gia nhập được cái tổ chức y tế thế giới đâu. Đại hội đồng y tế thế giới là mỗi quốc gia một lá phiếu, nó vẫn phản đối Đài Loan đó. Mặc dù Đài Loan được ít nhất là 27 quốc gia trong Liên hiệp Âu Châu, Hoa Kỳ và đồng minh hỗ trợ, nhưng mà số lượng này không đủ. Cũng có 40-50 phiếu à. Trong khi cái Đại hội đồng y tế Liên Hiệp Quốc là 193 phiếu lận. Vậy thì những quốc gia còn lại nó bỏ phiếu cho Liên Quốc, nó bỏ phiếu cho Trung Quốc hết. Do đó Đài Loan đâu có gia nhập được. Và cái cơ chế Liên Quốc này quý vị thấy rõ ràng Trung Quốc thao túng hết rồi. Hội đồng nhân quyền, quốc gia bị kêu là vi phạm nhân quyền và mang tiếng là diệt chủng,
lại là thành viên nằm trong Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, thì quý vị tôi nghĩ còn cái gì để nói nữa? Còn cái gì để nói đây? Mà chúng ta lại phải tốn tiền mỗi một năm, tiền thuế của người dân Mỹ e cổ ra đưa cho chính phủ để chính phủ đóng góp cho Liên Hiệp Quốc. Quý vị, một cái điều nghịch, một cái điều rất là vô lý. Cho nên tôi nói rằng cái Liên Hiệp Quốc này, một là cải tổ, còn hai là Hoa Kỳ dẹp nó đi. Hoa Kỳ không cần có mặt ở trong cái tổ chức này nữa. Hoa Kỳ có thể deal với từng quốc gia để đi theo cái format mà Hoa Kỳ muốn. Không cần phải đánh lộn kiểu đó, mệt lắm. Ngay cả đồng minh còn lại lạm dụng cái tinh thần đồng minh, cái giá trị đồng minh nữa, thì đừng nói tới cái Liên Hiệp Quốc quý vị. Lúc đó mà Hoa Kỳ chặt ra một cái thôi, nước nào muốn deal với Hoa Kỳ, muốn bán hàng trong đất nước Hoa Kỳ thì thỏa thuận đàng hoàng. Đơn giản vậy thôi. Có điều là gì quý vị? Khó lắm. Chỉ trừ những người mạnh mẽ như ông Trump mới có khả năng làm. Còn những tời tổng thống khác đó quý vị, vừa lên tiếng một cái thôi là đám Apple nó bóp mũi rồi, đám Google nó bóp mũi rồi. Tại vì nếu Hoa Kỳ chặt ra khỏi Liên Hiệp Quốc là cái đám thiệt hại này nhất là đám này. Đám này là đám thiệt hại nhất. Tại vì nó không còn đi xuyên quốc gia được nữa. Nó phải trông chờ vào chính phủ Hoa Kỳ deal với từng nước. Lúc đó một số quốc gia nó sẽ cấm cửa Google, nó sẽ cấm cửa Apple. Đám này thiệt hại rất lớn. Cho nên là ông tổng thống nào lên á mà yếu yếu một chút xíu nó bóp mũi liền. Từ Microsoft cho tới Google cho tới Apple là nó bóp mũi liền. Nếu mà chặt đi một quốc gia nào mà thuộc thị trường của nó là nó bóp mũi liền. Đám này là như vậy đó quý vị nha. Ok rồi, tiếp tục. Xin hỏi nền ký quân sự Đức có mạnh mẽ như kinh tế Đức hay yếu đuối như đang như quả quân kỷ của Na Uy? Thật sự Đức thì họ có lực lượng quân sự khá tốt. Sau nhiều năm nằm trong NATO thì họ được nâng cấp rất là nhiều. Nhưng mà họ vẫn đóng vai một cái bóng mờ trước nay ở đằng sau lưng của Hoa Kỳ. Trong NATO, họ sử dụng cái lá phiếu của họ để họ giảm đi cái tiền đóng góp trong NATO. Nhưng mà lực lượng quân sự của Đức đã được Hoa Kỳ huấn luyện suốt 70 năm nay rồi. Họ có một cái tư thế tốt lắm. Có điều là quý vị, họ không xen vào tất cả những cái biến động trên thế giới, họ chỉ đi theo cái chủ trương chung của Liên minh NATO thôi. Có điều là nếu với quân sự của Đức bây giờ tốt thì tốt thiệt đó, nhưng mà Hoa Kỳ rút chân ra khỏi Đức là Đức sẽ thổ huyết ngay, là bởi vì không đủ khả năng đối diện với Nga. Đức chưa có đủ khả năng để đối đầu với Nga đâu, nhất là Đức bị kẹt cái vấn đề quá khứ lịch sử trong cái đệ nhị thế chiến nữa, cho nên là khó đương đầu lắm. Bây giờ toàn bộ cái vấn đề mà bảo vệ cái lãnh thổ của họ và cái an ninh của họ là nước Mỹ. Mỹ là quốc gia đã bảo vệ cái an ninh của nước Đức từ mấy chục năm nay rồi. Từ hồi đệ nhị thế chiến, từ lúc mà còn Đông Đức, Tây Đức, thì Tây Đức nằm dưới sự bảo hộ của Hoa Kỳ rồi. Bây giờ sáp nhập Đông Đức, Tây Đức thành một nước Đức rộng lớn, thì vẫn nằm dưới sự bảo hộ về quân sự của Hoa Kỳ rồi. Nhưng mà bây giờ thì quý vị họ khác rồi quý vị. Họ vẫn cần sự bảo vệ của Hoa Kỳ, nhưng mà họ không muốn làm ăn với Hoa Kỳ. Họ chỉ muốn bán hàng ở Hoa Kỳ thôi. Còn tất cả những chuyện khác họ không muốn. Dầu quả họ không nhập của Hoa Kỳ, họ nhập khí đốt từ nước Nga. Ok. Kêu họ mở công xưởng ở Hoa Kỳ để có là tạo thêm việc làm cho người dân Hoa Kỳ. Họ chê nói là Hoa Kỳ chi phí mắc quá, họ đi mở công xưởng ở Trung Quốc xong rồi họ xuất cảng lại vào Hoa Kỳ. Đó là cái cách đối xử đồng minh của nước Đức với đất nước Hoa Kỳ đó, trong khi nước Mỹ vẫn phải hy sinh xương máu với binh sĩ mỗi một năm để bảo vệ an ninh quốc phòng của nước Đức. Chỉ vì cái giá trị của đất nước Hoa Kỳ thôi. Cái giá trị là chia sẻ sự thịnh vượng và chia sẻ những cái giá trị về quyền con người thôi. Mà chúng ta phải hy sinh tới mức như vậy đó. Tới bây giờ quý vị, Đức là cái quốc gia có nền kinh tế mạnh nhất Âu Châu. Nền kinh tế của Đức là mạnh nhất Âu Châu. Và Đức được xem là một trong những quốc gia có tư thế mạnh ở trong Liên hiệp Âu Châu, ở trong NATO luôn. Nhưng mà đóng góp của Đức với NATO đó là 1.1% tổng số GDP. Trong khi trước đó Hoa Kỳ, bà Angela Merkel đã từng cam kết đóng góp 2%. Cuối cùng bây giờ chỉ còn có 1.1% thôi.
và tổng số ngân sách của NATO, 30 quốc gia, 22% ngân sách của NATO là của Hoa Kỳ. 22% chiếm con số lớn nhất. Nhưng mà khi Hoa Kỳ lên tiếng tẩy chay Trung Quốc về ngoại giao đó, về Olympic á, thì quý vị đếm trong cái liên minh NATO đó có được mấy nước đứng chung với Hoa Kỳ đây? Trong khi Hoa Kỳ đóng góp rất nhiều công sức của mình cho NATO. Đến lúc mà Hoa Kỳ cần NATO đứng sau lưng của mình thì họ quay lưng đó. Thì quý vị thấy rõ ràng rồi. Tôi không có nói láo. Đức Pháp tuyên bố không tẩy chay. Trong khi an ninh của nước Đức thì Hoa Kỳ bảo vệ. Thì quý vị thấy rồi đó. Cho nên tôi nói với quý vị, khi mà quý vị nhìn ra nhiều vấn đề thì quý vị mới thấy được, đừng nghĩ rằng nó tốt nha. Ok. Nhân dân Mỹ và nước Mỹ còn u mê trước cộng sản Trung Quốc thì một ngày không xa nước Mỹ sẽ thua về chính trên chính quốc gia của mình. Nó người dân Mỹ thì hiểu lắm, nhưng mà cái đám đặc quyền đặc lợi ở California thì nó hiểu, nhưng mà quyền lợi quá lớn. Ở California là cái nơi được xem là thắt chặt mối quan hệ kinh tế thân thiết nhất với Trung Quốc. Trong tất cả, trong hai cái ngành ở California có hai cái ngành mang biểu tượng. Thứ nhất là ngành kỹ thuật, tức là cái Silicon Valley là biểu tượng cho cái nôi kỹ thuật của thế giới. Thì bây giờ các công ty kỹ thuật đó đều ăn mặn với, gọi là ăn chia với cộng sản Trung Quốc hết rồi. Và thứ hai là cái nôi của Hollywood, nơi sản xuất những tác phẩm điện ảnh nổi tiếng nhất thế giới, bây giờ là ngậm luôn, không dám lên tiếng chỉ trích Trung Quốc luôn. Thì toàn bộ California, các dự án lớn nhỏ này, ít nhiều gì quý vị, 10 dự án, thì hết 6 dự án là các nhà thầu của Trung Quốc, các công ty của Trung Quốc. Chỉ còn lại 4 dự án dành cho dân chúng của California thôi. Do đó tôi nói với quý vị là nước Mỹ đang bị Trung Quốc thao túng rất nhiều. Và bây giờ dân Mỹ ở nhiều tiểu bang khác họ nhận ra. Nhưng mà California họ có nhận ra cũng vô dụng. Tại vì chính quyền của đảng Dân Chủ nắm ở California, họ sẵn sàng đi đêm với lại Trung Quốc hết. Quý vị nghĩ làm sao mà chính quyền Joe Biden nhập cả trăm triệu cái test kit từ Trung Quốc. Trung gian đó là chính là Gavin Newsom, thống đốc của California đó. Và trung gian đó, mà trong khi đó bà Nancy Pelosi thì lên tiếng chống Trung Quốc, mà đảng Dân Chủ thì nhập cả trăm triệu cái test kit bây giờ phát ra khắp nơi ở nước Mỹ nè, là của Trung Quốc. Và người đầu dây mối vợ mà dẫn mối chính là Gavin Newsom, thống đốc của California. Thì quý vị nghĩ đi, không phải dễ dàng đâu quý vị nha. Chúng ta nước Mỹ đang bị thao túng rất nhiều. Một mặt đồng minh lợi dụng xương sống của nước Mỹ, một mặt Trung Quốc vẫn tiếp tục thao túng và manipulate toàn bộ cái giới thương gia và một số những chính trị gia tại Hoa Kỳ. Thì quý vị nhìn thấy đó nha. Ok. Rồi tiếp tục. NATO tan rã, Hoa Kỳ càng khỏe. Nó tan rã thì Hoa Kỳ cũng không khỏe đâu. Hoa Kỳ gánh nặng hơn rất nhiều. Tại vì lúc đó gánh một mình, không có sự hỗ trợ của quân sự nước khác thì mệt lắm. Nhưng mà chẳng thà mệt mà chúng ta tự chủ được, chứ không thể nào mà vì cái vấn đề gọi là muốn có những quốc gia khác chia sẻ về cái an ninh quốc phòng và an ninh quân sự thì chúng ta lại phải lệ thuộc vào họ. Bây giờ Hoa Kỳ đang bị kẹt là lệ thuộc vào NATO. Hoa Kỳ bị kẹt là lệ thuộc vào cái sự hỗ trợ của NATO. Trong khi đó, mặc dù bây giờ nếu tách rời khỏi NATO thì Hoa Kỳ sẽ tất cả mọi việc cho Hoa Kỳ tự quyết định hết, không lo. Nhưng mà chúng ta sẽ mệt. Bởi vì tất cả mọi thứ chúng ta phải tự lo hết. Ví dụ như bây giờ tôi nói quý vị, Hoa Kỳ là làm đối tác của Ba Lan đi. Ba Lan ở trong NATO, Ba Lan là cái quốc gia duy nhất là luôn đứng về phía Hoa Kỳ trong mọi hoàn cảnh. Trừ Anh ra với lại Canada ra đi nha. Thì quý vị, bây giờ Hoa Kỳ muốn ký hiệp ước về quốc phòng với Ba Lan, có được không? Không. Tại vì Pháp, Đức nó nói, ê, tao không cho mày bay vào không phận của tao. Thì lúc đó Hoa Kỳ, máy bay của Hoa Kỳ làm sao đi vào Ba Lan được đây? Chiến đấu cơ của Hoa Kỳ làm sao bay qua không phận đó để đi vào Ba Lan được đây? Quý vị nói tôi nghe đi.
Đó, cái kiểu của cả đám Âu Châu là chơi cái trò này đó. Cho nên Hoa Kỳ ở thế không thể bỏ NATO được. Không thể bỏ NATO được. Vì cái những cái lý do này. Do đó quý vị, chúng ta bị kẹt ở rất là nhiều thứ. Chúng bị kẹt rất là nhiều thứ. Và đám cánh tả thì cứ chơi cái trò màu xám. Đẩy chúng ta vào cái chỗ rất là khó xử. Suốt ngày là cứ vùng màu xám, điêu linh, thỏa thuận và thỏa hiệp. Cuối cùng thì quý vị, nước Mỹ cứ bị suy yếu dần. Chúng ta mất dần tư thế trong 30 năm nay rồi. Mặc dù trên thế giới họ vẫn coi nước Mỹ là lãnh đạo, nhưng mà thật sự chúng ta suy yếu. Chỉ có một cái lời kêu gọi tẩy chay giải Olympic thôi. Thì quý vị đã nhìn thấy so với năm 80. So với năm 80 tẩy chay giải Olympic tại Nga. Còn bây giờ lên tiếng kêu gọi, tuyên bố rồi đó. Thì sao đây quý vị? Tức là cái tư thế chúng ta bị suy yếu. Đây chính là cái mà tôi đã nói với quý vị. Nước Mỹ cần sự cải tổ mạnh mẽ hơn. Nước Mỹ cần phải chấn chỉnh lại cái chính sách đối ngoại. Chính sách đối ngoại của Joe Biden càng làm cho nước Mỹ suy yếu hơn. Đó là thực tế. Ok, cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều cho buổi sáng ngày hôm nay. Và Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Hilton Nhật Ký. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe vào buổi chiều. Cảm ơn sự đóng góp ý kiến của tất cả mọi người. Và chúng ta gặp lại sau. Bye bye.